Cách đây 7 năm, ông Phạm Luận đã đem thế chấp toàn bộ cơ ngơi 3.600 m² đất của gia đình, nhưng cũng chỉ có thể vay ngân hàng được 20 triệu đồng. Đó là số tiền hoàn toàn không thấm vào đâu nếu so với giá trị lên tới 1 tỷ đồng để đóng mới một con tàu gỗ. Khi ấy, nếu không có 400 triệu đồng của chủ đầu nậu cho mượn không tính lãi, thì có lẽ gia đình ông Luận bây giờ sẽ chẳng đủ ăn. Một con tàu sắt với những ưu thế rõ ràng về công suất, độ an toàn trước sóng gió và va chạm vẫn luôn là mơ ước của mọi ngư dân như ông Luận. Tuy nhiên, một con tàu sắt trị giá tới 7 tỷ đồng là quá sức đối với ngư dân ở đây. Một cái tàu sắt mà nói chung là lấy tổng là ro là giàu, tổng là nhiều lắm. Bữa nay ví dụ như là cái tàu của bác tàu gỗ là 170-180 tấn. Như thật vậy, cái tàu sắt là phải 400-500. Nếu nhà nước có cho vay chứ ngư dân cũng lệ thuộc vô nào đó. Trên thực tế, kể cả có được vay tới 90% giá trị con tàu, thì để đóng mới một con tàu sắt 650 mã lực, người dân cũng sẽ phải gánh vác một khoản nợ 6,3 tỷ đồng trong vòng 10 đến 12 năm. Tức là mỗi năm, số tiền phải trả cũng lên đến hơn nửa tỷ, trong đó tiền lãi cũng lên đến hàng trăm triệu. Chính vì vậy, cách đóng tàu của người dân ở đây trước nay vẫn chủ yếu thông qua đầu nậu. Các chủ nậu cho mượn tiền mà không cần giấy tờ, cũng không lấy lãi, thậm chí họ bơm dầu không phải trả tiền ngay. Mặc dù vậy, giá cá mà đầu nậu thu mua của ngư dân nhiều khi chỉ bằng 1/2 giá thị trường. Nhiều ngư dân khẳng định, việc vay tiền của đầu nậu lâu nay khiến họ chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng ngư dân cũng không có cách nào khác, bởi muốn vay 1 tỷ đồng của ngân hàng thì tài sản thế chấp phải có giá trị gấp đôi. Đó là còn chưa kể rất nhiều thủ tục giấy tờ vay mượn hết sức phức tạp. Nghề bọn tôi đây là nghề đặc thù, là nghề đánh bắt ở Hoàng Sa và Trường Sa. Thì cái ngư trường đó là hơn ngư trường mà nó có rủi ro, nó cao nhất. Thì cái thứ nhất, cái rủi ro của thứ nhất là sóng gió, bão tố. Thứ hai nữa là địch quả thiên tai. Địch quả thì bây giờ cái ngân hàng người ta họ không mặn mà với cái nghề nghiệp của bọn tôi. Chính vì những khó khăn trong tiếp cận tín dụng, cho đến thời điểm này, trên toàn tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ có duy nhất một con tàu thép của ngư dân Mai Thành Văn. Để đóng được con tàu trị giá 6,5 tỷ đồng này, anh Văn đã phải thuê trả góp trong vòng 7 năm. Mặc dù vậy, sau chuyến đánh bắt kéo dài 1 tháng, anh Văn cho biết hiệu quả đánh bắt của một tàu không như ý. Anh cần thêm một con tàu sắt nữa để đánh giã đôi. Từ thực tế của mình, anh Văn khẳng định, việc hoán cải tàu vỏ sắt chỉ phù hợp với những người có tiền. Với con tàu gỗ như vậy, người ta sẽ làm cả khoảng 5 tỷ, thì con tàu thép làm 9 tỷ, cho nên cái thu hồi vốn nó lâu, nhưng cái người dân rất là nghèo, với cái số tiền lớn quá, người ta sẽ khó thu hồi, lâu thu hồi, cho nên người ta không mặn mà thôi. Chuyển từ đầu tư tàu gỗ sang tàu sắt thì cái giá trị đầu tư lớn hơn rất là nhiều. Như vậy được hiểu rằng là cái mức trả nợ hàng năm cũng sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Thì đương nhiên thì trên việc này tôi nghĩ rằng là cũng cần phải có một cái chương trình tổng thể từ cái việc mà sẽ lựa chọn thiết kế phù hợp, giá trị con tàu phù hợp để nó phù hợp với cái khả năng đánh bắt để đảm bảo cái hiệu quả cho ngư dân. Dự thảo nghị định về chính sách phát triển thủy sản mới đang được lấy ý kiến và dự kiến sẽ chính thức ra đời sau khoảng 30 ngày nữa. Hoán cải tàu vỏ gỗ sang vỏ sắt được xem là một chính sách phải làm để giúp cho ngư dân vươn khơi bám biển, nhưng sẽ còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết để gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng có thể đi vào cuộc sống. Anh Võ Xuân Hiếu đang dự định thế chấp cả căn nhà 3 tầng mới xây này để có thể hy vọng đóng 2 con tàu sắt. Nếu có tàu vỏ sắt, anh hy vọng con tàu cũ đã hỏng hóc quá nhiều này sẽ có thể được nghỉ ngơi.